Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp. Thời gian qua thì đã liên tục xuất hiện các chùm ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Bộ Y tế đề xuất tỉnh này mở rộng cách ly F1 tại nhà và sớm triển khai điều trị F0 cũng tại nhà. Theo Bộ Y tế thì Đắk Lắk đã triển khai cách ly F1 tại nhà nhưng chưa rộng rãi. Do đó đề xuất ưu tiên thực hiện cách ly F1 tại nhà trong trường hợp người dân đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi độ bao phủ vaccine đạt 100% mũi 1 vào cuối tháng 11, tỉnh này cũng nên triển khai sớm điều trị F0 tại nhà ở mức độ rộng hơn theo hai cấp độ ở thành phố và thôn xã. Bộ Y tế cũng sẽ phân bổ thêm nguồn vaccine, bảo đảm cho tỉnh bao phủ 100% mũi 1 và nâng độ bao phủ mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên vào cuối tháng 11. Đồng thời sẽ phân bổ thêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 cho đến 17 tuổi.